chuyển hóa và thải trừ. À, như vậy thì sau khi mà cơ thể đã tiếp nhận được thuốc rồi thì thuốc sẽ tác động đến cơ thể người chúng ta như thế nào? Đây, nó sẽ khác và thuốc nó sẽ có tác dụng như thế nào đối với mình? Thì đó chính là dược lực học, được chưa? Dược lực học lại nghiên cứu sự tác động của thuốc đối với lại cơ thể là dược lực học. Rồi. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu được về dược lực học, hiểu được dược lực học, chúng ta có thể tối ưu hóa được hiệu quả điều trị và giảm thiểu được các tác dụng bất lợi. Ví dụ, một lấy ví dụ nhá, chúng ta biết được à cái thuốc này nó hấp thụ tốt ở dạ dày, hấp thụ tốt ở ruột non này, thì chúng ta sẽ dùng thuốc qua đường uống để làm tăng cái hiệu quả điều trị, để tăng khả năng hấp thu. Thuốc mà hấp thu càng tốt này, hấp thu càng nhanh này, thì chúng ta càng có thể giảm được nhẹ, giảm được liều mà tác dụng của nó thì vẫn đạt được đích. Đó là chúng ta có thể tối ưu hóa được cái hiệu quả điều trị. Hoặc là chúng ta có thể giảm thiểu được cái tác dụng bất lợi của thuốc. Cô lấy ví dụ như trong trường hợp của bệnh nhân mà dùng thuốc quá liều, hoặc dùng thuốc quá liều, ví dụ như là người ta dùng morphine quá liều chẳng hạn, đấy. Trong trường hợp mà dùng morphine quá liều thì chúng ta có thể giảm thiểu được tác dụng bất lợi của morphine bằng cách nào? Ví dụ như là chúng ta biết được là nó có thể thải trừ qua dạ dày, chúng ta sẽ rửa dạ dày đi. Hoặc là gì ạ? Có những bệnh nhân mà tự tử bằng cách là uống thuốc an thần, thì chúng giải độc cho bệnh nhân cách nào? Thì chúng ta biết là thuốc an thần là có tính là axit, vậy chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ truyền những cái dung dịch mà có tính bazơ để tăng thải trừ cái thuốc đi để giải độc, là giảm thiểu cái tác dụng bất lợi của thuốc. Đây, đây là thuốc. Chúng ta đưa thuốc vào trong